Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To. Và đây là chuỗi vlog review du lịch Đài Loan trên kênh của mình. Nếu như mùa hoa anh đào ở Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ mới bắt đầu, thì mùa hoa anh đào ở Đài Loan đã diễn ra cách đây 2 tháng. Và mình đã rất may mắn khi có mặt đúng dịp Đài Loan bước vào mùa xuân để ngắm những cánh hoa anh đào đầu tiên. Vì vậy, trong tập của ngày hôm nay, Leo sẽ dẫn mọi người đi ngắm hoa anh đào cũng như khám phá vùng núi Dương Minh Sơn, một trong những vùng núi với thiên nhiên tươi đẹp và thời tiết vô cùng thuận lợi để cho các bạn thực hiện những chuyến trekking khi đến với Đài Bắc. Và đừng vội tắt video này khi các bạn chưa coi đến những giây phút cuối cùng, vì vào cuối ngày, Leo sẽ dẫn mọi người đi food tour ở một trong những chợ đêm sầm uất nhất thành phố Đài Bắc, chợ đêm Sĩ Lâm. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng vào ngay tập của ngày hôm nay thôi. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì mình đang ở trên xe bus để đi từ trạm MRT tên là Beitou, tức là một cái trạm mà gần với cái suối nước nóng Beitou rất là nổi tiếng, trên line MRT màu đỏ, để đi tới núi Dương Minh Sơn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ có lịch trình đi đến núi Dương Minh Sơn để đi trekking cũng như là xem có hoa anh đào nở hay không để ngắm. Thì từ cái trạm MRT Beitou này thì mọi người sẽ có rất là nhiều các loại bus để có thể đi tới núi Dương Minh Sơn. Thì mình đang đi ở chuyến 230. Chuyến này thì sẽ chở mình xuống một cái khu vực gọi là Dương Minh Sơn National Park Bus Station, và từ đó thì mình sẽ đi đến các cái địa điểm mà mình mong muốn. Và bên cạnh đó thì ngoài việc là đi từ MRT Beitou thì mọi người vẫn có thể đi từ Taipei Main Station hoặc là những cái trạm MRT khác, mà mình sẽ có một cái bài mà mình tìm được ở trên mạng, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người có thể tham khảo thêm nha. Sau khoảng 30 phút ngồi xe bus và đường đèo rất là gập ghềnh luôn nha mọi người, đi hơi bị nhức đầu luôn, thì mình đã tới được cái khu vực gọi là Dương Minh Sơn Bus Terminal. Bây giờ thì mình sẽ đi về phía trước để bắt đầu bắt thêm những cái bus để đi vào những cái địa điểm du lịch mà mình mong muốn. Đây là toàn cảnh của khu vực Dương Minh Sơn Bus Terminal. Bên trong đó có rất là nhiều bus khác nhau luôn. Và ở đây có vẻ là mọi người đang đợi một cái bus gì đó. Ok, mình sẽ check coi có phải là cái khu vực bus mình cần đợi hay không. Many, many minutes later. Mình đã vừa xuống một cái khu vực mang tên là Xiao Yong Ken. Ở đây thì là một cái miệng núi lửa hậu hoạt động, có rất là nhiều tinh thể khí lưu huỳnh bốc lên. Bây giờ vô đây là hơi nghe mùi trứng thối rồi nè. Để đến được cái khu vực này thì mọi người có thể đi tuyến bus 108. Thì chuyến bus này nó hơi bị gập ghềnh và cái kiểu di chuyển của nó cũng hơi lạ. Địa điểm quan sát đầu tiên khi mà cái chuyến bus này nó dẫn mọi người tới sẽ là một cái khu mang tên là Erzibin. Thì ở khu vực đó mình thấy review cũng không có được đẹp cho lắm, cho nên là mình đã bỏ qua khu vực đó. Sau khi chạy vào trong đó xong thì họ sẽ dòng ngược xe trở lại và dòng ra hai cái khu vực khác. Cái địa điểm đầu tiên là địa điểm mình đang đứng ở đây, Xiao Yong Ken. Địa điểm tiếp theo nữa thì mình sẽ đi một lát nữa. Thì mình nghĩ là mình nên nhảy xuống địa điểm này tham quan trước, tại vì cái chuyến bus nó sẽ dòng theo cái cung đường là đi vô trong cái địa điểm tuốt ở trong kia trước, rất là gập ghềnh khó đi, sau đó dòng mới dòng ra đây và đi qua cái địa điểm thứ ba. Thành ra là mình bỏ địa điểm số 1, mình đi địa điểm số 2 và sau đó sẽ lên xe bus đi xuống địa điểm số 3 và cuối cùng từ số 3 sẽ đi ra luôn. Chứ không có bị là đi vô số 3 xong rồi vòng qua số 1 rồi vòng lại số 2. Mình sẽ xỉu ngay lập tức, rất là mệt luôn á mọi người. Bây giờ thì mình đang đứng giữa cái khu vực núi lửa luôn. Trời ơi, rất là nhiều cái tinh thể khí lưu huỳnh nó bốc lên. Wow. Người có nghe được cái tiếng lưu huỳnh nó bốc sôi sùng sục không? Bắn trời luôn. Các cái khói khí lưu huỳnh đó mọi người, nó bốc lên nguồn ngút luôn á, rất là nhiều luôn. Và từ ở đây thì chúng ta có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cái thung lũng ở phía dưới kia. Wow, đây là một cái miệng núi lửa, hình như là rộng tới tận 300 mét. Và nếu như mà lưu huỳnh bốc lên kiểu này thì mình nghĩ là vẫn còn hoạt động đó mọi người. Mọi người có thấy cái tinh thể lưu huỳnh nó đóng ở trên cái phần đá, nó chuyển sang cái màu xanh xanh vàng vàng không? Và
khói bốc lên rất nhiều luôn. Đi khu vực này nghe toàn là mùi trứng thối nha mọi người. Mình sẽ đi thử lên trên này. Có thêm một cái địa điểm ở đây nữa. Không hiểu sao địa điểm này rất là ít người tham quan nha, khá là vắng. Trời ơi đây. Trong đây có một cái miệng khí lưu huỳnh hoạt động. Wow. Mọi người thấy không? Nghe cái tiếng nó xì lên luôn á mọi người. Không biết là mọi người có nghe được cái tiếng không? Rất là đẹp nha. Ở bên đây thì có thêm một cái cung đường nữa để cho mọi người có thể ngắm thung lũng ở bên dưới. Mình nghĩ là ở đây nếu như mà vào mùa cỏ lau thì sẽ rất là đẹp luôn á. Đây, nó đang có một vài cọng cỏ lau ở đây thôi. Và nhìn qua cái đồi ở phía bên kia cũng rất nhiều cỏ lau luôn. Khu này thì thấy được hết cái miệng núi lửa ở đây. Cả một cái núi và có một cái hoạt động dung nham nó phun lên, làm lỡ cả một khu vực này và khí lưu huỳnh nó bốc lên. Quá là đẹp luôn á. Không biết ban đêm hoặc là vào buổi sáng sớm thì nó có phát quang không vậy? Ở đây có một cái bamboo trail, tức là rừng trúc, và có một cái lối đi ở chính giữa. Mình sẽ leo lên thử, cũng không quá là cao mọi người. Đi hết đoạn rừng trúc thì chúng ta sẽ lên được một cái khu viewpoint ở trên này ha mọi người. Nó ghi là đỉnh núi Quyên Sinh. Lên trên đây thì bớt nghe mùi lưu huỳnh rồi, nhưng mà nhìn ở xa xa vẫn thấy những cái cột khói bốc lên. Và xung quanh đây thì đồi núi và thung lũng. Sáng nay thì trời cũng khá là lạnh đó mọi người. Nó khoảng 20 độ, nhưng mà ở thời điểm hiện tại này 10 giờ mấy là khoảng 27 độ. Nhưng mà sương mù vẫn đang bốc ở trên này và có mây nữa. Rất là thích luôn. Wow, núi lửa phía sau lưng quá đẹp. Ngoài cái khu vực miệng núi lửa ra thì ở đây còn có một cái đỉnh núi nữa mọi người, để mọi người có thể leo lên ngắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc. Wow, chiều cao là 1.120 m. Rồi, mình nghĩ là chắc mình sẽ không leo đâu, mình còn giữ sức cho địa điểm tiếp theo. Đây là cái lối để leo nè mọi người. Và kế bên đây là cái nhà chờ xe bus. Mình sẽ ngồi chờ chuyến 108 trở vào để đi qua cái địa điểm thứ ba mà mình có nói lúc nãy. Không biết là bao giờ bus tới đây. A few moments later. Mình đã vừa đến được với khu vực Trinh Thiên Quang. Ở đây là một cái vùng thảo nguyên nằm ở trên núi, rất là đẹp luôn mọi người. Lát nữa thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan bên trong ha. Bây giờ thì đang khoảng là 10 giờ mấy, 11 giờ rồi. Và sáng giờ thì thật ra là mình chưa ăn gì luôn á mọi người. Tại vì mình cũng biết hôm nay đi đồi núi nhiều với lại chạy xe bus á, thế nào thì mình cũng sẽ có triệu chứng nôn nếu như mình ăn quá nhiều. Thành ra là hồi sáng này mình chưa có ăn. Nhưng mà sáng nay thì mình có ghé một cái 7-Eleven để mua một cái loại trà sữa. Bạn mình ở bên Thái trong lúc mình đang đi thì có nhắn mình kêu là uống cái loại trà sữa này đi ngon lắm, cho nên là mình đã mua thử. Nó có tới 3 loại luôn mọi người. Loại này là green milk tea, có loại ủ long, rồi có loại một loại màu đỏ nữa là gì ta, trà đen. Đó, có 3 loại để mình cố gắng mình thử hết trong đợt này. Sau đó thì ở ngay cái chỗ Trinh Thiên Khoang này thì có bán đồ ăn. Hồi nãy hai cái chỗ mà đi tham quan trước đó thì không có chỗ nào bán hết, cho nên là mình khá là đói rồi. Ở đây mình thấy có bán giống như là một cái bánh ú bá chàng. Không biết có bạn nào biết bánh ú bá chạng của người Hoa không ta? Để mình mở ra mình ăn thử. À, với lại đi ở đây thì mọi người nhớ là mua đem theo nước nha. Tại vì không phải là chỗ nào cũng có bán nước đâu. Ở cạnh bên cái chỗ bán đồ ăn này là một cái trung tâm thông tin của cái khu vực này. Ở bên trong đó thì có để cái hình mô hình sa bàn của toàn bộ cái khu vực trên thiên khoang này luôn. Bên cạnh đó thì họ cũng có rất là nhiều cái stem ở trong đó. Mọi người có thể vô để stem ha. Ai mà thích sưu tập stem thì có thể coi ở trong đó nha. Có khoảng 5 cái. Mình đứng mình in nhiệt tình luôn mọi người, mà mình in cho bạn mình với lại chị mình, là mình in 2 cú, mình in mười mấy lần, người ta nhìn mình quá trời nhìn. Đây là cái bánh của mình. Khá là giống bánh ú bá chẹn. Ở trong đây có trứng, có nấm với lại có thịt và đậu phộng. Ok, ăn thử nha. Cái này là lá dong á mọi người. Ngon quá. Rất là vừa vị luôn nha mọi người. Và dễ ăn nữa. Cái phần nhân chỉ có ở phía trên đầu thôi, còn ở phía dưới này là toàn là nếp không luôn.
cho nên phải cẩn thận với phần nhân, đừng rớt nha. Mình đã ăn xong và bây giờ thì sẽ bắt đầu đi lên khu vực của Chin Thiên Quang. Trời ơi, vừa ăn xong thì thấy có một cái khóm mây đang bay tới trước mặt luôn á mọi người. Bay tới giữa hai cái rặn núi. Và ở trên đây là cái đường đi lên của chúng ta. Rồi, bắt đầu thấy cầu thang dốc rồi nha. Đi thôi. Ok, những bước chân đầu tiên. Trời, tự nhiên vừa chuẩn bị đi cái phía sau là mây trùng điệp luôn mọi người. Mây mờ nhân ảnh luôn rồi. Wow, trời ơi đẹp quá, nguyên một cái vùng đồng cỏ. Wow, và phía trước là mây đang bay tới trước mặt luôn, thích mê. Ôi đẹp quá à. Đây mây đang bay tới nè mọi người. Khu vực ở đây thì có mấy cái nhà nhìn khá là cổ kính, tự nhiên có ngôi nhà giữa thảo nguyên nhìn nó đẹp gì đâu á. Đầu hành trình đi vô bên trong thì có một cái đền ở đây à, mình có đọc cái bản thông tin thì ghi là Earth God, thì chắc là thổ địa hay gì đó đúng không mọi người. Lúc nãy thì mình cũng có đi ngang qua chiêm bái và cầu mong là một chuyến đi bình yên. Ở đây họ có ghi là ai đi ngang thì cũng cầu nguyện để được cầu bình an cho cái chuyến đi của mình nè. Cũng như là cái ngôi đền này đã ở đây 200 năm rồi, chứng kiến rất nhiều khách du lịch qua lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Có rất là nhiều cung đường để cho các bạn chọn để khám phá Chiên Thiên Quang ha. Ở đây thì mình sẽ chọn đi cung đường khó trước, để một lát mệt quá thì đi cung đường nhẹ nhàng ở bên kia. À, cái vùng này được chú thích là hình thành từ hoạt động của dung nham núi lửa. Có vẻ là dung nham chảy xuống đây, rồi sau đó thì các cái thảm thực vật họ phát triển lên trên đó tạo thành một cái vùng thảo nguyên. Wow, mỗi lần đi xuyên qua mây là rất mát luôn á mọi người. Cái cung đường này thì nó hơi hoang sơ so với cái cung đường ở phía bên kia, nhưng mà nhìn rất là thích luôn. Mọi người thấy mây đang tràn qua cái phía triền núi không? Đó, mây chạy qua. Wow. Mọi người thấy cái gì phía trước không? Trời ơi, một đám mây khổng lồ, tự nhiên cái bao phủ hết toàn bộ cái khu vực ở ngoài trước rồi. Wow, trời tự nhiên trắng ngắt ở ngoài trước luôn mọi người. Ôi. Phía bên đó là mây ha, nhưng mà bên đây vẫn là đồi núi nắng đẹp nè. Lạ ghê. Đi xuống đây thì sẽ có một cái cánh cổng để dẫn tới một cái khu vực trekking khác. Wow, đi vào khá là sâu luôn á mọi người, khoảng 3.5 km lận. Rồi ở dưới đó là thấy đường mây không luôn, để mình đi tới cổng thôi chứ cũng không dám đi sâu vô trong. Ai mà thích trekking nha và có nhiều thời gian ở Đài Bắc thì có thể đi cái cung này. Wow, đẹp quá. Trời ơi, mây xuyên qua cái đường bên kia kìa. Wow, xuất sắc luôn. Tuyệt vời. Quá trời mây ở bên dưới luôn. Tiếp tục đi ở trên cái cung đường này thì sẽ bắt gặp một đàn trâu luôn mọi người. Cái này là trâu, nhìn khá là giống trâu nước nhưng mà nó ở trên thảo nguyên. Chắc kêu là trâu núi hả? Sẽ có một cái nhánh rẽ ra ngoài kia, mình sẽ đi ra ngoài đó để coi mấy con trâu. Và có thể đi tiếp tục qua những cái cung đường ở bên này, hoặc là đi xuống dưới tiếp. Nó giống như ở trong cái cổng hồi nãy á mọi người. Quá là nhiều đường luôn. Đây là các cái nhánh rẽ nè mọi người. Nhiều lắm luôn. Wow. À, ở đây người ta thiết kế một cái hàng rào như thế này để chặn lại trong trường hợp nếu như mà mình có bị trâu đuổi thì mình có thể chạy qua đây mọi người. Đó, ở đây người ta ghi nè, cách để dùng cái hàng rào này. Hy vọng là mình không gặp vấn đề gì với mấy bạn trâu này nha. Ok, đi vô trong thôi.
Mình đang tiến gần tới một bạn. Nhìn tụi nó rất là mập mạp và có nhiều lông hơn trâu ở dưới đồng bằng của mình. Dễ thương quá. Không biết có nên đụng hay không. Nhìn mặt cưng ghê. Nghe nguyên một đàn luôn. Có vẻ là mình nên im lặng để cho tụi nó ngủ. Quá trời luôn. Tới khá gần nhưng không có nghe mùi hôi nha mọi người. Mấy con trâu ngoài này nó tự nhiên nó ăn cỏ này, nhìn nó xinh xinh đẹp quá vậy. Không chọc mấy bà nữa, đi đây. Trời ơi, mây vẫn tràn qua núi ở phía bên kia. Quá trời đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái cung đường dễ dàng hơn và cung đường có nhiều khách du lịch hơn. Cung đường này thì lát đá nè, đi hai bên có hàng rào và phía trước thì có thể nhìn thấy một cái vùng thảo nguyên rộng lớn luôn. Và bên tay phải của chúng ta vẫn nhìn thấy đàn trâu tung tăng nè mọi người. Và bên tay trái là cái đoạn đường lúc nãy mình vừa mới đi ra xong. Vừa có một đám mây bay ngang qua và bây giờ thì trời đang khá là âm u một xíu. Hy vọng là một xíu nữa có nắng quay đẹp hơn. À, cung đường này thật sự là dễ đi nha. Không có quá nhiều gập ghềnh luôn á mọi người. Nó cứ bằng phẳng. Thích quá. Người ta dắt chó vô đây rất là nhiều luôn. Dễ thương ghê. Em bé đã phát hiện mình bị quay. Dạ, tao kia chụp hình dễ thương chưa kìa. Nên mình đi có mình không ai chụp hình cho mình hết mọi người ơi. Hồi nãy giờ mình cũng giật máy á mọi người, kiểu giật máy 10 giây á. Mà cũng hơi ngại nha, người ta đi ra đi vô, người ta nhìn hoài. Mình đã quyết định ngồi nghỉ chân một xíu trước khi đi qua trạm tiếp theo. Không còn nắng luôn mọi người, bây giờ là mây che hết luôn rồi. À không, nắng ở nửa quả đồi bên kia. Bây giờ sẽ uống một chút sữa. Sữa gì? Trà sữa. Để bơm đường vô chứ hơi bị đầu hơi bị lắc lắc rồi. Không biết là uống cái sữa này có bị sao không đây. Mình bị không dung nạp lactose đó mọi người, cho nên là uống sữa có khi là hy vọng là trà sữa thì không sao. Đã mở được. Thơm nha. Wow, vị trà đậm đà luôn mọi người. Mùi sữa thoang thoảng, vị trà khá là đậm, không bị quá là ngọt. Ngon nha, xuất sắc. Và đây là cái lối vô ngay tại thời điểm này. Đang là khoảng 1 giờ trưa và mây đã tràn ngập khu vực này luôn. Bên kia mấy cái nhà hồi sáng kìa mọi người. Trời ơi, đã quá. Trời ơi, nhìn đẹp quá hả. Thích mê luôn. Wow. Mình thích ở đây quá mọi người. Mình muốn ở đây nữa. Nhưng mà sáng giờ ở đây 2 tiếng rưỡi rồi đó mọi người. Chắc là bây giờ phải đi qua điểm tiếp theo thôi. Chứ mà ở đây hoài là coi như hôm nay phá tan lịch trình. Cái lối vô này đẹp quá. Mọi người có đến Dương Minh Sơn thì nhớ ghé qua cái điểm này nha. Chin Chiên Khoang. Đảm bảo là mọi người sẽ không thất vọng. Thích quá. Yeah. Bây giờ thì mình tiếp tục ngồi đợi chuyến xe bus 108 để về lại trạm bus trung tâm và di chuyển sang những điểm tiếp theo.
chia sẻ một chút về cái chuyến bus 108 này thì mọi người nếu như mà có bị say xe thì buổi sáng nên chuẩn bị trước thuốc say xe nha. Tại vì cái cung đường này thật sự nó rất là khúc khuỷu, gập ghềnh và rất là lắc luôn. Mình đứng mình dịch mà muốn rớt cái nết luôn đó mọi người. Lắc lắm luôn, đặc biệt là từ cái điểm bus trung tâm qua cái điểm số 1 là cái điểm mà tự nhiên quên tên Di Binh gì đó, để mình để tên ở dưới này. Sau đó thì từ cái địa điểm đó quay lại cái địa điểm số 2 cũng rất là mệt, tại vì nó chạy lên cung đường cũ. Qua địa điểm số 3 thì cũng khá là ngoằn ngoèo. Bây giờ thì từ địa điểm số 3 chạy về lại bus trung tâm thì chắc chắn sẽ rất là mệt luôn. Cho nên là bạn nào bị say xe thì nhớ kiếm thuốc say xe uống trước nửa tiếng trước khi mà mình lên xe mình ngồi nha mọi người. Many, many minutes later. Mình vừa về được tới gần trạm xe bus trung tâm và có một cái 7-Eleven, cho nên đã nhảy vô mua đồ ăn trưa. Không biết sao khu vực này nó lại không có bán đồ ăn trưa nhiều mọi người, không có thấy hàng quán gì hết, cho nên là mình mua trong 7-Eleven. Ở đây mình có một phần cơm nè, bên đây thì có một cái phần canh. Canh này là canh bo bo lòng heo. Và ở đây là có một cái thạch rau câu, nha đam với lại nho. Cái hộp trà sữa của mình sáng giờ chưa uống xong. À được một cái là nếu như mọi người ăn ở đây á, thì họ cho cái khay để bưng đồ ăn luôn. Và kế bên 7-Eleven thì có một cái không gian chỗ ngồi rất là rộng rãi. Ok, cùng ăn nha. Mình sẽ khui cơm này trước. Tổng cộng cái phần này của mình là 100, hình như là 145 đại tệ. Mà cơm nhìn rất là dẻo nha, giống như cơm Nhật vậy đó mọi người. Cái cơm rất to. Đây là cái chữ canh của mình. Trời, họ cho luôn cả khăn giấy nữa. Quá trời được luôn rồi. Nóng nha. Ôi, có lòng heo với bo bo trong đây. Ok, thử một miếng canh trước cho tỉnh. Đang khá là mệt. Ồ, vị rất là thanh luôn. Nó khá là giống với cái vị mà mình hay hầm đuôi heo với lại đậu phộng. Một trong những món mình rất thích. Còn ở đây thì người ta hầm lòng heo với lại bo bo. Để thử ăn cái bo bo nha. Mềm, còn sực sực một chút. Rất là ngon. Và đây là lòng heo. Rất là mềm và không có bị dai. Xuất sắc, ăn với cơm đây là đã đời luôn. Mình vừa mới mua đồ và ăn ở trong 7-Eleven bên đó xong. Bây giờ thì mình sẽ qua trạm xe bus đối diện ở bên đây để bắt chuyến S8 hoặc là S9 đi tới một cái khu vực gọi là Alishan Flower Lock. Chỗ đó thì hy vọng sẽ có hoa anh đào. Ok, bây giờ mình sẽ chờ xe bus. Xe bus sẽ chạy từ trong cái Yamishan Bus Terminal trong đó dòng ra đây. Và sau đó sẽ đi theo cái hướng trên này ha. Two thousand year later. Mình đã đi nhầm chuyến bus mọi người ạ, à, và nó đã đưa mình đến một khu vực rất là bất ngờ. Ở đây có quá trời hoa anh đào luôn. Trời ơi, đẹp quá. Wow. Địa điểm này mình không ngờ luôn, mọi người mình xuống đại luôn á. Wow. Cây hoa anh đào đầu tiên. Đẹp quá. Trời ơi. Bên đây là màu hồng phớt phớt ha, rất là xinh luôn. Còn ở bên kia là những cái cây hoa anh đào màu đậm hơn. Ôi, mình không ngờ là mình xuống cái khu này nó lại có hoa anh đào ở đây luôn á. Cái này là may mắn nha. Trời ơi, một rừng hoa anh đào ở dưới luôn. Wow, đẹp quá. Lần đầu tiên mình thấy hoa anh đào trong đời luôn á mọi người. Mình đã canh ở rất nhiều nơi rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia. Quá là đẹp. Thank you.
hồi tìm kiếm không ra chuyến xe bus, mình quyết định là từ bỏ cái khu vực Flower Lock luôn mọi người. Quá là không biết, rất là rắc rối luôn, không biết cái đường đi luôn. Nhưng mà ở trong cái khu vườn này là mình đã tìm ra rất nhiều cây hoa anh đào luôn. Trời ơi, đẹp dã man. Bên đây thôi chắc cũng đã đủ rồi. Rất là nhiều người tập trung ở đây để chụp những cái khóm hoa anh đào này. Đẹp quá trời luôn á. Và ở đây là một cái khu vườn rất là rộng luôn mọi người. Mình sẽ để cái định vị của cái địa điểm này ở bên dưới nha. Ban đầu là mình không có định đi ở đây luôn, nhưng mà tự nhiên phát hiện ra. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mặt trời cũng đang xuống rồi, bây giờ đang là khoảng gần 4 giờ. Cho nên thôi chắc là mình kết thúc cái chuyến đi tới Dương Minh Sơn trong ngày hôm nay. Ở đây có rất là nhiều khu vực để khám phá. Và chắc chắn là trong tập này mình đã không đi quá nhiều để có thể review hết cho mọi người được. Thứ nhất là do các địa điểm nó quá xa. Thứ hai là cái đường di chuyển cũng khá là mệt. Và thứ ba là mình rất là muốn enjoy cái moment. Ở mỗi địa điểm đều có một cái sự đặc biệt riêng cho mình có thể khám phá và nán lại rất là lâu luôn. Hy vọng là lần tới khi mà tới Dương Minh Sơn thì mình sẽ được trải nghiệm một cái vẻ đẹp khác của nơi này. Còn bây giờ đang là mùa xuân, hoa lá quá tuyệt vời. Trong suốt cuộc hành trình này thì mình sẽ còn đi rất nhiều nơi để có thể ngắm được hoa anh đào nữa. Cho nên là tạm biệt Dương Minh Sơn ở đây. Không quá là luyến tiếc đâu, mình sẽ tìm những địa điểm ngắm hoa anh đào khác để tiếp tục review cho mọi người trong mùa này ha. Bây giờ thì về lại Đài Bắc thôi. A few moments later. Bây giờ thì mình sẽ bắt chuyến xe bus số 260 để về trạm tên là Chiên Than, gần chợ đêm Sĩ Lâm. Bây giờ thì mình vừa đến được với trạm Chiên Than. Đối diện cái tòa nhà ở phía bên kia đang là trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đài Bắc. Rất là đẹp luôn, kiến trúc khá là lạ, một lát nữa mình sẽ đi qua bên đó. Còn bây giờ thì mình đang đi vô thử cái trạm tàu xem là có cái gì ở trong nè. Nó bị chặn ngay cái cửa soát vé rồi, không đi vô trong được nữa. Nhưng mà đã có cái stem. Giờ thì mình sẽ stem cho bạn mình. Đây là cái nhiệm vụ của mình mỗi khi đến trên trạm MRT đó mọi người. Tinh tinh. Hai cái luôn, cái này là cái phát sinh của chị mình, cái này là cái original bạn mình. Rồi bây giờ mình sẽ cũng stem được khá khá rồi đó mọi người, mấy trang luôn nè. Yeah, cái stem ở đây. Xong. Giờ này mình có cái trò là stem một cái mọc ở giữa cho nó thiệt là đẹp, xong rồi ở trên này mờ mờ, nhìn nó mờ ảo không. Rồi bây giờ là cuốn thứ hai của chị mình. Khổ lắm, chị mình đợt trước đi Đài Bắc mà không có biết chơi cái này, tưởng chỉ có ở bên Nhật thôi. Nhưng mà thật ra là ở Đài Loan tìm mấy cái mọc này còn dễ hơn ở bên Nhật nha mọi người. Ở bên Nhật tìm khó lắm luôn á. Sao? Wow, từ phía bên này nhìn qua trạm tàu điện ngầm thật là đẹp quá đi, giống như một cái cầu vậy đó. Hồi nãy giờ thì mình đã ngồi nghỉ ở trong cái trung tâm biểu diễn Đài Bắc này. Lúc mình thấy review trên mạng thì có vẻ có rất nhiều thứ ở bên trong để tham quan. Nhưng mà hôm nay hình như là họ có biểu diễn nghệ thuật và họ bắt đầu tính tiền hay sao đó, cho nên là bắt mua vé vô. Thành ra là thôi, mình không vô nữa, mình ngồi ở ngoài thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua chợ đêm Sĩ Lâm, nằm ngay ở phía trước luôn, cách đây khoảng 70m. Chợ đêm Sĩ Lâm đang ở phía bên kia đường rồi, bây giờ thì mình sẽ qua đường để vào chợ. Wow, ở phía trước chợ có một cái dọc lồng đèn ghi chữ Shilin, là Sĩ Lâm ở trên đó. Bên đây có một cái khu đường nè. Rồi bên đây là khu đường chính, thôi mình vô đường chính trước ha. Các gian trò chơi nằm ở phía ngoài chợ khá là nhiều luôn. Ở đây có một khu chợi bong bóng. Bong bóng quay vòng vòng hả? À, không phải chợi luôn mà là bắn súng. Trời ơi, chúng cái con nó dễ thương chưa? Ai biết con đó là con gì thì cứ biết đi nha. Bên đây thì chúng mà bên đây thì chơi phóng mũi tên. Ủa sao cái khu này trò chơi không vậy ta? Ở đây chơi mặt trượt nè. Đây là khu vực ở bên trong chợ nha mọi người. Hình như cái gian này là gian trò chơi thì phải. Toàn là trò chơi không à. Nè, quăng vòng, trời có mấy con bạch tuộc. Dễ thương. Wow, bạn này ném giỏi quá vậy. Chết rồi, mới vừa nói ném giỏi xong, xin lỗi bạn. Mình đi trúng mấy con vịt với con rùa hả? Cái miệng mình nó làm sao á mọi người ơi, mỗi lần nói cái gì xong là nó sẽ bị ngược lại hết trơn.
cái trò này rất là quen luôn nè, hình như là trò thả bi phải không ta? Nó có một cái đồ gạch ở đây, phóng bi lên là hình như nó sẽ vô điểm. Rồi cái trò này là vintage vintage nè, cổ kính nè. Ôi với một vàng luôn mọi người. Giống kiểu máy bắn cá giờ đó mọi người. Nhớ hồi đó là chơi này nhiều lắm nè. Bên đây thì là trò vớt tôm, vớt cá. Rồi thằng bé cho nó vớt được quá trời cá luôn vậy. À cái này vớt cá vợt thiệt mọi người chứ không phải là vợt giấy, cho nên là vớt được quá trời luôn. Kem cuộn của Đài Loan đó mọi người. Người ta sẽ bào cái đường và đậu phộng bên này trước, sau đó để lên cái miếng bánh kem vào bía và gắp kem vào trong. Có rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người. Và mình đang hoang mang không biết nên ăn gì. Mục tiêu của mình tối nay là sẽ thử thêm một loại trà sữa, sau đó là ăn vài món lặt vặt. Từ đây tới hết cái chuyến hành trình Đài Loan của mình thì hy vọng là thử được mười mấy loại trà sữa để review cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm thử xem là ở đây có một cái brand trà sữa nào không. Ở đây có một cái bảng quảng cáo 3D mọi người, rất là dễ thương luôn. Trời ơi con cọp kìa, nhìn nó thật giả man. Wow. Để coi nó làm cái gì nha. Ý, cây bắp. Dễ thương quá vậy. Giục mất cây bắp luôn. Wow. Thôi làm hay quá. Quá trời dễ thương luôn. Có thể nhìn ở nhiều góc độ luôn mọi người. Đi qua phía bên đây đường cũng thấy được. Ôi trời ơi, nó có một cục. Rồi nó đá phăng cục xịt luôn. Dễ thương. Ở đây là một cái quán bán xúc xích Đài Loan nướng. Rất là nhiều người xếp hàng luôn mọi người. Nhìn ngon quá, chắc mình sẽ xếp hàng ăn thử. Nó có hai loại thì phải. Ở trên là xúc xích và ở dưới này hình như là xôi hả ta? Ok, để mình coi người ta ăn gì thì mình sẽ gọi cái đó. Xếp hàng thôi, dài thon luôn. Nhưng mà trước khi đi xếp hàng thì mình sẽ mua cá viên để đứng chờ. Can I have one? The spicy one. Yes. Cái này sao mà cậu ấy? Ok, mình sẽ kêu một sau, 35 đài tệ mọi người ha. Mình kêu lại cay. Và đây là cái cây cá viên của mình. Bị cay, hình như là chú sẽ xịt tiêu. Mình mới nghe bạn này kêu bị mã la thì phải. Hay là mã la là cây ta? Không biết nữa, ok. Bây giờ sẽ đi vô trong kia đứng xếp hàng và ăn cái cây này. Đây cái hàng nè mọi người. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn thử cái cây cá viên này. Ôi cái mùi có vẻ cay nha, chết rồi. Quá à. Rất là cay và đậm đà. Rồi. rồi, dứt kiếm nạn rồi. Ở trên này là tiêu mọi người. Tiêu và bột gia vị. Còn cái cá ở đây thì nó sực sực. Không có nghe mùi cá rõ ràng, giống như là mùi bọt, mùi bột nhiều hơn. Và cái lớp gia vị sót ở phía ngoài này rất là ngon luôn. Ở đây thì có rất là nhiều vị luôn mọi người. Có vị kim chi, vị tỏi, cay, nước tương, vị lá hương nhu, rồi barbecue sa tay, vị tiêu đen với lại vị mật ong. Thì hình như là nó sẽ có kiểu là xúc xích kẹp với một cái nhân gì đó. Bên cạnh đó là xôi kẹp với lại xúc xích. Không biết có phải như vậy không? Mình thấy người ta đang là ở đây. Để coi thử coi nhà một lát nó sẽ như thế nào. Mình đã gọi loại cây thì chị sẽ lấy cái cây xôi trước. Xong chị kẹp chị để đây. Sau đó chị sẽ kẹp cái xúc xích lên trên. Đây, cái xôi sẽ được bè ra, chèn nước vô. À, loại cây của mình nè, sẽ có sao tế. Rồi, sau đó là gấp cây xúc xích bỏ vô. À, vậy là xong. Thì ra là nó kẹp. Giá là 65 đài tệ ha mọi người. Có một cái bịch kẹp nó vô.
Mình đã có được cây xoài. Ok, và đây là cây xúc xích kẹp xoài đầu tiên của mình ở Đài Loan. Người ta kẹp cái lớp ni lông ở trong, xong rồi có một cái vỏ vỏ giấy ở bên ngoài mọi người, và người ta xoắn ở dưới này nè. Và hồi nãy chỉ có chỉ là khi ăn thì xoắn nó lên. Ok, bây giờ first bite nha. Nóng quá. Hồi nãy ở trong xoài chỉ có chan nước tương với lại một cái lớp sa tế, chắc là sẽ cay lắm này. Ok, thử nha. Nóng quá. Nóng quá. Wow. Ngon quá. Cái xôi ở ngoài rất là mềm, dẻo, và cái lớp nướng ở ngoài thì nó cháy cháy, nghe cái mùi than rất là thơm. Và cái cây xúc xích của mình thì ở ngoài nó cũng được nướng cháy xém, bên trong thì sẽ là mỡ và thịt, chứ không phải là thịt không. Ăn rất là ok luôn. Mình chưa cắn tới phần ớt cho nên chưa thấy cay. Ok, mình sẽ xoắn nó lên. Bây giờ có một tay thôi, mình sẽ cắt máy mình xoắn nó lên. Mình đã để ké cái máy của mình lên cái đầu xe của người ta đậu trước 7-Eleven. Không biết có ai chạy ra không. Đây là mọi người, muốn ăn xong thì mình phải xoắn lên tiếp nè, là nó tự chảy lên. Trời ơi, sáng tạo ghê. Đây là cái lớp sa tế, nó đã lên tới rồi. Và cái cục xúc xích của mình ở đoạn này thì nó bị ít mỡ hơn so với cái đoạn ở trên, mà rất là ngon luôn á. Ngon quá. Nóng hổi, bốc khói luôn. Xuất sắc nha mọi người. 65 đại tệ. Quá hấp dẫn luôn. Mình mới để cái GoPro lên đây nè mọi người, để mình quay. Và ở đây là một cái 7-Eleven. Bị chủ xe nào đang ở trọng thì cho mình cảm ơn nha. Ok, quán trà sữa tiếp theo của tối nay sẽ là một thương hiệu rất nổi tiếng ở Đài Bắc, đó là Thai Bay Ủa Sữa Lặng. Mình sẽ vô kêu một ly original với chân cho. Đây là cái logo của Ủa Sữa Lặng xong mọi người. Order thôi. Ở đây là ly Ủa Sữa Lặng của mình. Đây là một ly original, nó là vị trà sữa, hình như là trà sữa ô long, có trân châu nhỏ. Cái trân châu nhỏ hình như là một trong những cái đặc trưng nhất của cái thương hiệu Ủa Sữa Lặng này. Bây giờ mình sẽ thử nha. Ly của mình kêu là ly lớn, giá là 65 đại tệ. Ok. Ở đây thì mình kêu là 100% đường và ít đá, giống như cái ly trước đó. Bây giờ thử hương vị nha. Cái vị sữa rất là đậm đà, vị trà thì hơi bị nhạt so với cái thương hiệu hôm qua mình uống là Milsa. Có vẻ là cái vị trà oolong này nó không có được thơm như cái vị trà bên kia. Nhưng mà bù lại cái chân trâu nhỏ này uống rất là thích miệng và nó không có bị bở, khá là mềm. Mình nhớ nhầm giá, chỉ có 60 đại tệ thôi. Và nếu như mọi người có lấy thêm bịch ni lông thì sẽ phải tính 1 đại tệ. Và đây là một cái xe bún gạo ăn với lòng heo, giống như cái món hôm trước mình ăn ở Ximending nè mọi người. Do là đã thử rồi nên thôi mình sẽ không thử lại, mình quay cho mọi người coi thôi ha. Ở đây là món bánh khoai tây chiên. Mọi người thấy mấy cái cục khoai tây nó phồng lên không? Và ở bên kia người ta bỏ bột chiên vào trong cái chảo, sau đó một lát người ta sẽ ép một hồi là nó phồng lên như vậy đó mọi người. Ở đây là một cái quán đậu hũ thối mọi người ạ. Cái phần giá là 60 cho phần nhỏ và 75 cho phần lớn. Ở trên có một cái món gì đó mà 85 với lại 65. Mình nghĩ là món mì ở phía bên trong. Bên trong kia có một quầy mì nữa ha. Quán hiện tại đang khá là đông, không có chỗ ngồi, cho nên là mình cũng đang ngại không biết sẽ ăn kiểu gì. Trời, nhìn miếng đậu hũ rất là ngon luôn, chú chim giòn tan bên trong. Cool.
đầu hủ thúi của mình đã ra rồi mọi người. Rồi bắt đầu 2, 4, 5, 10, 12. Đó là tới 4 miếng phần nhỏ. Trời ơi, phần nhỏ mà tới 4 miếng là bao nhiêu. Ở trên này thì sẽ có đậu hủ nè. Tất nhiên là ở đây là rau củ cam chua thì phải. Và một cái phần nước sốt ở bên dưới. Mình sẽ ăn những phần đậu chấm với lại cái nước. Không thúi như mọi người nghĩ đâu nha mọi người. Nó hơi khoan khoảng cái vị đậu hũ lên men. Và nó có cái độ béo nhiều hơn so với đậu hũ bình thường. Cái nước sốt bên dưới là có một ít nước tương và một ít giấm, cho nên nó chua chua. Đậu hũ cái lớp bên ngoài rất là giòn và bên trong rất là mềm và mịn. Một phần nhỏ này 60 đại tệ, mình thấy một người ăn là no luôn đó nha mọi người. Mình không biết sao để giải quyết tất cả. Ở đây nó có một cái hũ tương đó, mình sẽ bỏ nó vào một tí ớt vô. Để cho ớt và cái phần nước chấm ở bên dưới. Giờ thử nha. Hy vọng là không quá cay. Có không có cay luôn mọi người. Cho nên là mình sẽ thử cho lên đậu hũ luôn. Cái tương ớt hoàn toàn không cay luôn mọi người. Ăn nó giống như có vị giấm á, nó tăng thêm cái độ chua chứ không phải là độ cay. Và quán này có bán thêm mì trộn, hình như là mì trộn lạnh đó mọi người. Thấy cũng ăn rất là nhiều luôn. À, cái quán đậu hũ này nó sẽ nằm đối diện với lại cái quán xúc xích Đài Loan lúc nào. Mọi người mua bên kia xong nhìn qua đây sẽ thấy xếp hàng dài thòn luôn. Và đây là miếng cuối cùng của mình. Hết dĩa rồi mọi người ơi. No không quá. Ờ, ở đây còn bán rất là nhiều loại bánh của Đài Loan nữa nha mọi người. Nghĩ ha. Họ có bán bánh dứa nè. Rồi, ý, đây là một trong những loại bánh hình như rất ngon. Bánh khoai môn mà có nhân trứng chảy. Wow. Cái này là bánh có nhân boba, trứng trâu. Bên dưới đây là bánh trứng muối, mochi, bánh dứa, bánh mãng cầu. Còn đây là bánh dứa. À, có thêm nhiều vị mới quá hả. Cái này là bánh jelly vị vải hả. Còn cái này là vị xoài. Wow, quá trời luôn. Ở trong kia còn nhiều nữa kìa. Như vậy thì chắc là mình sẽ kết thúc tập về chợ đêm Sĩ Lâm của ngày hôm nay luôn. Hôm nay quá là mệt, từ hồi sáng đi Yumiso, sau đó buổi tối thì lại đi Sĩ Lâm. Thành ra là mình cũng không ăn uống gì được nhiều á mọi người. Nhưng mà bình thường mình cũng đã không ăn nhiều rồi. Để coi, để ăn được có một sâu cá viên, một cái xúc xích kẹp với lại xôi, một dĩa đậu hũ, một ly trà sữa là mình no rồi. Mình không còn sức để có thể review thêm đồ ăn cho mọi người nữa. Nhưng mà hy vọng là với những cảnh quay của mình thì mọi người sẽ thấy được cái sự đa dạng của ngôi chợ này. Ở đây thì ngoài bán đồ ăn còn bán rất là nhiều đồ thời trang cũng như là đồ điện tử. Cho nên nếu như mọi người có muốn mua thì cũng có thể ghé qua chợ này để đi tham khảo vòng vòng ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở tập của ngày mai. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.